Nay mình hướng dẫn anh em cách đấu củ tép nha. Ok. Đấy, khi mà ship này nó như thế này nhá. Dây 20 phân đây, đúng không? Hai dây đây. Dây 1 mét đây. Chúng ta đấu vào đít loa, đít âm ly đúng không? Rồi. Đấy, củ tép chúng tôi gói rời ra nhá. Đấy. Nhìn cái chấu này, chấu ấn nhá. Đấy, thì nó thò lỗ để chèn dây được chưa? Đấy, nha, đây. Ok. Thấy chưa? Đấy nhá. Đấy. Ok. Rồi, ta sẽ xoáy nó vào. Xoáy không cần chặt lắm đâu, nó ở được rồi được. Ok. Rồi. Đây. Anh em nhìn thấy cái dây 20 phân đây. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ ấn cái chấu này vào. Nhớ nhá, cái chấu này chấu ấn vào nhá, không phải là bẻ đâu. Đen là cái chấu dây trắng này vào chấu đen này, cũng như là trừ này. Còn đỏ là cộng nhá. Rồi. Ấn nó vào. Bên cạnh nó có cái lỗ chèn vào. Ok. Bên này thế. Rồi. Xong đúng không? Còn cái dây 1 mét thì anh em đấu vào đâu? Đây dây 1 mét đây đúng không? Thì chúng ta đấu trực đỏ là cộng này, trắng là trừ này, có đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy đều được. Đấu 3 điểm đấy đều được vì là nó chung dây loa. Đây là 1.500.000 nhá. Điểm tháo ra như thế nào thì chúng ta sẽ lắp lại như thế. Chúng ta có thể đảo củ nhá. Chúng ta có thể đảo củ này, từ củ bên này sang củ bên này. Kia thì tùy. Như nhau cả. Đấy là ai cũng có thể đấu được. Dây 20 phân. Đấy, đây. Từ cái cục chống cháy của nó ra đây. Rồi. Đây. Được, ai cũng chuẩn bị đấu. Gọi cái dây 1 mét đây. Nha. 1.500.000 một đôi. Ok. Mình hướng dẫn anh em cách đấu củ tép nhá. Này. Trong quá trình vận chuyển nên mình phải tháo ra này cho an toàn. Đôi này 1.500.000. Rất là nặng. Ấn để anh em nhìn thấy lỗ chưa? Đấy, ấn thấy lỗ để chèn dây nhá. Đấy. Có một chấu đỏ và một chấu đen. Đây, dây chưa? Đấy nhá. Rồi. Anh em về là anh em xoáy nó vào. Vừa vừa được, không cần chặt nữa được. Rồi. Đây nó có dây 20 phân đây, đúng không? Đấy, dây đỏ là cộng này, trắng là trừ này. Và đây là nó có cái chấu này, chấu đỏ, chấu đen đúng không? Dây trắng thì vào chấu đen. Nhớ ấn vào nhá. Không phải là vợ lấy kim bẩy cái này ra đâu nhá. Đấy, rất nhiều anh em lấy cờ lê, lấy kim vặn là nó hỏng mất. Ấn vào thôi. Đấy, thọc vào cái hàng tại xưởng cho anh em đây. Cặp tép 1 triệu chống cháy 100%. Đây là cặp 350. Hàng chống cháy chuẩn. Lọc chói chống cháy đầy đủ. Mẫu tép 1 triệu 500 tuyển đẹp chống cháy 100%. Bản này có hai màu, màu đen và màu gỗ. Đây là cặp 350. Lọc chói và chống cháy đầy đủ. Hàng bảo hành 1 năm, chống cháy 100%. Âm ly cục đẩy ok. Mẫu tép 1 triệu này vang cơ và cục đẩy thì phải nói là mê ly luôn. Rất là ok, đẩy 20 sò, 40 sò, ok. Best nhất là âm ly, còn nếu mà hay nhất là vang cơ và đẩy, ok nhất. Đọc tên những thiết bị khiến loa hay như quảng cáo mà không bị trả lại. Có rất nhiều anh em thì nhắn tin cho Lưu Bắc Cạn thì cứ nhắn thế này. Ship cho anh một đôi, 1 triệu rưỡi. Ship cho anh đôi 1 triệu hoặc đôi 500. Về không hay thì anh giả. Đấy, nên là chúng tôi rất ngại về cái vấn đề này. Mình sẽ lại đi sâu vào vấn đề hơn. Tất cả các loạt tép trước mắt anh em đều rất là ok. Loa thì quá hay rồi. Đây là 500 tuyển đẹp, lọc âm, lọc chói đầy đủ. Đấy, quá chuẩn rồi. Đấy, đây là 500 VIP. Đấy, nói chung là không có loại loa nào hay như loa này nữa. Đấy, vì vậy thì rất nhiều anh em thì cứ hay vào bình luận như vậy và nhắn tin với chúng tôi. Về không hay thì anh giả, thì mình sẽ trả lời anh em cái câu hỏi này. Loa thì quá chuẩn rồi, nhưng mà cái ngại nhất đó là vang của anh em là vang gì, vang có chuẩn hay không. Đấy, loa chỉ hay như quảng cáo khi gặp vang chuẩn, âm ly chuẩn mà thôi.
và loa sẽ không hay và sẽ không như quảng cáo khi gặp những loại vang không đạt chuẩn, mà đặc biệt là vang số 5 tiếng. Thì hai cái thiết bị này thì chúng tôi không dám chắc là loa đã sẽ hay. Đấy. Vì vang số thì đa số là anh em setup không chuẩn, có thể setup đã bị hãm tép, cắt tép, khóa hết giải tép rồi, thì loa nó sẽ kêu bấy tí, kêu tí tí. Đấy. Hoặc là vang nâng, hoặc là những cái thiết bị nào đó ghép bị méo tín hiệu thì loa nó sẽ rè, o e đủ đường, sẽ bị hồi hàng oan ngay lập tức. Và mình sẽ đọc tên cho anh em là những thiết bị mà loa hay, không méo tín hiệu mà sẽ hay hơn như quảng cáo của chúng tôi. Mình sẽ đọc tên nhá. Thứ nhất, vang cơ và đẩy, loa sẽ hay như quảng cáo và sẽ không bị hồi lại, vì vang cơ và đẩy thì nó không bị méo tín hiệu. Đấy.